Dạ, mời quý vị ngồi xuống ạ. Thưa quý vị, hôm nay mình tiếp tục cái đoạn thứ 8 á, chỉ tánh thấy không có việc á. Lúc trước là cái đoạn trước, cái đoạn này là chỉ tánh thấy là không có động, không có... là chủ, là khách, là trần đó, khách trần, hai chữ khách trần á là nó thường trụ, nó không có động, chứ trần là động, mà tánh thấy thì không động. Còn bây giờ thì là tiếp theo đoạn này là tánh thấy không có diệt. Dạ, quý vị tìm ra chưa ạ? Dạ. 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 Dạ, đoạn 8 đó. À, bây giờ đoạn bắt đầu đoạn này là ta đọc nè. Bây giờ A Nan cùng cả đại chúng nghe lời Phật dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thủy đến nay quên cái mất cái bản tâm, lầm nhận sự phân biệt bóng dáng tiền trần làm tâm. Hôm nay được khai ngộ như đứa trẻ khát sữa bỗng gặp mẹ hiền, liền chắp tay lễ Phật, mong được nghe Như Lai dạy bảo. Từ nơi thân tâm này chỉ ra cái chỗ chân vọng hư thật, và ở nơi hiện tiền phát minh hai cái tánh sinh diệt và không sinh diệt. Thì như các vị thấy, lần hai cái đoạn trước là Đức Phật chỉ là tánh thấy, cái thấy không phải do nơi con mắt mà do nơi tâm, mà cái tâm đó là cái tâm chân thật, là cái tánh thấy. Rồi kế lại, Đức Phật lại chỉ tánh thấy là nó là chủ, nó không phải, nó là khách như là cái nhãn thức, và chỉ là cái tánh thấy thì không có động. Đức Phật chỉ rất là rõ ràng và thử thách Ngài A Nan và đại chúng rất là nhiều lần, mà Ngài A Nan đã trả lời đúng. Các vị nhớ không ạ? Thì khi các Ngài A Nan đã nhận được cái như vậy rồi, cho nên Ngài rất là vui. Cho nên bây giờ Ngài lại tiếp tục thỉnh Đức Phật dạy cho Ngài biết được trong cái tâm đó là nó không có hai cái tính sinh diệt và không sinh diệt, tức là chỉ cho Ngài và đại chúng biết cái tánh thấy nó là không có sanh, không có diệt. Nhưng mà ở trong này thì các vị thấy là có cái câu là hôm nay được khai ngộ như đứa trẻ khát sữa bỗng gặp mẹ hiền. Thì ở cái câu này á, là thấy cái sự khao khát của Đức A Nan và cả đại chúng. Các vị thường hay nghe người ta đọc là chữ khát ngưỡng đó, là khao khát cái giáo pháp, mà ngưỡng là ngưỡng lên để cầu Đức Phật chỉ dạy. Thì ở đây nói là bỏ chân theo vọng, thì cũng như là đứa con trẻ thơ, nó còn đang sống nhờ sữa của mẹ, mà giờ đây nó mất mẹ hiền rồi, thì hỏi thì ví như vậy đó. Thì khi mà bỏ chân theo vọng thì cái giới thân huệ, cái huệ mạng, tức là cái Phật tánh gần như là sắp mất, vì không biết nó có mà không biết, cho nên giống như mất, như sắp đánh mất Ngài, sắp đánh mất cái huệ mạng, tức là cái chân tánh của mình rồi. Thì nhưng mà bây giờ được Đức Phật lại chỉ cho Ngài cái chân tâm bản tánh, cái tánh thấy nó có ở nơi Ngài. Cho nên khi mất rồi, khi sắp mất, tức là sắp chết đó, cái người mất chết mất cái chân tâm đó, thì cũng ví như là cái đứa con thơ, nó khi nó sự sống của nó là bằng cái dòng sữa của người mẹ, mà giờ nó lạc mất người mẹ, thì đứa con nó khóc và nó đói mà nó khát sữa để cầu, để cho đứa con nó có cái sự sống. Thì bỗng nhiên khi mà khi đứa bé đó nó sắp chết rồi đó,
thì bà mẹ lại trở lại và tìm được đứa con, thì ngã nàng mới ví cái khác ngưỡng, cái Phật pháp khác ngưỡng được nhìn được thể nhập cái chân tâm Phật tánh của ngài, cũng giống như là đứa con mà mất sắp chết vì đói sữa khát sữa của người mẹ như vậy, thì cái trạng thái của ngài A Nan và đại chúng cũng khát ngưỡng, muốn nhìn lại, muốn trở về lại cái chân tâm bản tánh của mình, giống như là đứa bé mà khát sữa như vậy. Thì cái khao khát của ngài của và đại chúng rất là mạnh và rất là muốn. Cho nên các vị thấy chữ khát, chữ đây chữ khát sữa đó, cho nên hay các những cái bài văn mà tác bạch á, mà hay ví dụ để thỉnh pháp, thỉnh sư để dạy pháp cho mình á, thì người ta hay dùng cái từ khát, chỉ khát là đói, là cần á, là ngưỡng, là ngưỡng cầu lên, thì nó phát xuất từ cái câu này của ngài A Nan. Cho nên từ đó sau về sau người ta hay dùng cái chữ khát ngưỡng là mong cầu, như là một người đói khát, đói và khát mà sắp chết vậy đó, để mà cái giáo pháp để làm cho rưới mát lại và cứu sống họ lại. Đó là cái câu mà khát ngưỡng, như là đứa trẻ khát sữa bỗng gặp mẹ hiền đó, thì được cứu sống lại. Thì cũng giống như là chân tâm bản tánh đã mất từ lâu, giống như là không có được nó lại, mà bây giờ được Phật chỉ dạy lại, thì ngài rất là quý và ngài rất là mong Đức Phật dạy tiếp theo để cho ngài nhận ra cái chân tâm bản tánh của ngài. Rồi cái đoạn tiếp theo nè: khi ấy vua Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật, lúc xưa chưa được Đức Thế Tôn chỉ dạy, còn gặp nhóm Ca Diên Diên, Tỳ La Chi Tử, cả hai đều nói rằng thân này chết rồi thì mất hẳn và gọi đó là Niết Bàn. Thì vua Ba Tư Nặc, ở đây vua Ba Tư Nặc trong cái đoạn này nói là vua Ba Tư Nặc khi chưa biết tới Phật và chưa biết tới Phật pháp và chưa diện kiến được Đức Phật, thì ổng là ở trong một cái xứ Ấn Độ thì rất là nhiều phái ngoại đạo tà giáo và nhiều phái đạo lắm, thì ổng lại đi nghe các vị ngoại đạo thuyết giảng, và ông biết được là các vị đó họ chủ trương chết là mất, không còn tái sanh lại nữa, đã đoạn diệt hẳn. Mà khi đoạn diệt hẳn đó là họ nói cho đó là Niết Bàn, nhưng mà ông không biết Niết Bàn là như thế nào, không chỉ Niết Bàn là cái gì, mà họ cứ nghĩ, họ cứ cho là chết là mất hẳn rồi, và khi đã mất hẳn cái thân này không còn tái sanh nữa thì cái chết mất hẳn đó thì họ gọi là Niết Bàn. Thì ông cũng tin như vậy. Rồi vua Ba Tư Nặc nên mới không có rõ được thân này sau cái chết là đoạn diệt, nhưng mà Đức Phật thì dạy là vẫn còn cái chân tâm bản tánh. Nếu mình giác ngộ được, mình sống với chân tâm bản tánh, còn nếu mình không giác ngộ thì nó vẫn nằm ở đó, thì nó tùy nghiệp mà theo cái luật nhân quả nào mà mình tái sanh. Cho nên á, ổng mới nói là người ta nói ngoại đạo thì nói đến đó là chết là dứt tuyệt không còn nữa, nhưng mà bây giờ thì Đức Phật nói là trong cái thân này vẫn có cái chân tâm bản tánh, mà nó không hề mất đi. Cho nên ổng mới đứng lên để ổng thưa. Thì ổng mới thưa là bây giờ ổng cũng vui đó, và ổng cũng muốn, ổng mới thưa với Đức Phật mà đoạn tiếp sau nữa, nhưng mà tôi chỉ đọc cái đoạn ngắn ngắn từng đoạn một như vậy, nên ổng đã tiếp xúc với những cái giáo lý mà họ cho chết là hết. Rồi bây giờ nghe nói là bất sanh bất diệt, ngài A Nan mới đứng lên nói là cái thể tánh bất sanh bất diệt, thì ổng lại đứng lên liền, là ổng thưa liền về cái ý của ổng khi ổng đã nghe cái giáo lý của ngoại đạo là như vậy. Cho nên ổng muốn đứng lên để ổng thưa đó, nhưng mà tôi cũng xin thưa cái ý của cái đoạn đó là như vậy. Thì các vị có biết vua Ba Tư Nặc không ạ? Vua Ba Tư Nặc là theo trong cái sử của Phật giáo, thì vua Ba Tư Nặc là trong những vị vua, một trong những vị vua biết được Phật pháp, mà ổng là cái người vua thân cận nhất với Đức Phật hơn tất cả các vị vua khác. Vua Ba Tư Nặc thì khi biết được Phật là do đâu mà biết Phật à? Bạc Lợi Phu Nhân là cái lớp sau này, nhưng mà cái đầu tiên mà ổng biết á là vì khi ổng là gì, cha của Thái tử Kỳ Đà,
Vua Ba Tư Nặc là cha của Thái tử Kỳ Đà nè, là ông cậu của vua A Xà Thế và anh của bà Vi Đề Hy. Vi Đề Hy là vợ của Tần Bà Sa La, toàn là những người mà có trong danh sách của trong kinh hết phải không? Nhưng mà cái đầu tiên mà dẫn, đương nhiên vợ của ông là Mạc Lợi Phu Nhân, đương nhiên có sự thúc đẩy của bà Mạc Lợi Phu Nhân. Nhưng mà cái dịp đầu tiên mà ông biết được Phật á, là vì khi ông là cha của Thái tử Kỳ Đà thì ông cấp cô độc, ông lấy vàng ông rải để ông mua, ông mua cho được cái viện của Thái tử Kỳ Đà. Thì ông này ông mới nói là, mà ông biết là mua để cúng dường Phật, thì ông mới nói ông Cù Đàm này là cái gì, là cái người như thế nào mà để cho ông này phải lấy vàng ra rải lót để mà mua cho được cái miếng đất của cái vườn của Thái tử Kỳ Đà để cúng dường cho ông. Thì khi ông quá tò mò cho nên ông đi tới để ông gặp. Và khi đó Đức Phật này còn so với các vị mà Bà La Môn hay các vị ngoại đạo mà chủ giáo chủ của các cái đạo khác á, thì Đức Phật rất là trẻ. Các vị khác thì đã lớn hết trơn rồi mà Đức Phật rất trẻ. Thì ông biết là Đức Phật còn rất trẻ mà cái ông Sa Môn này trẻ như vậy, thì mà sao mà ông này phải bỏ tiền ra mua. Ông tò mò. Lần đầu tiên ông tới gặp Phật là lần đó. Thì khi ông tới, ông để ông diện kiến Phật á, thì cái tâm ổng chưa biết gì mà, cho nên ổng cũng còn rất là khinh bạn. Cho nên mà ổng biết là Phật là một vị sa môn trẻ nữa, cho nên ổng đứng, ổng tới thì ổng đứng ở bên ngoài hương thức của Phật, thì ổng mới nói là cái ông Cù Đàm này, là ông sa môn này còn trẻ như vậy đã làm được cái gì, trẻ so với những cái vị giáo chủ khác, họ đã tu bao nhiêu năm mà họ cũng chưa thành thánh, thành Phật, họ cũng chưa biết được hết, mà ông này tại sao còn trẻ như vậy mà đã chứng quả gì và được cái gì mà mọi người cung kính ý ổng nói vô vậy. Thì Đức Phật ở trong hương thất nghe lời ông nói và Đức Phật mới nói là đừng khinh thường. Đức Phật cũng ngồi nói trở ra lại thôi, đừng có khinh thường bốn cái phải không, à các vị nhớ không, con rồng nhỏ, vương tử nhỏ, đốm lửa nhỏ, không phải con rắn mà con rồng, à con rồng nhỏ. Và đừng có khinh thường sa môn trẻ tuổi, vì sa môn trẻ tuổi thì cũng là, nếu chứng đạt được thì cũng là, thế các vị biết cái chuyện đó thì rồi thì thôi, thì đó rõ ràng phải không? Thì đó, vì Đức Phật mới trả lời ông như vậy thì từ thì ông mới kính phục, rồi từ đó ông mới thật tỏ đổi cái thái độ khác đối với Phật và tới tham kiến Ngài và hỏi Phật pháp với Ngài. Từ đó ông mới là phát tâm quy y và kính ngưỡng Phật, trở lại là cái ông vua thân cận nhất với Đức Phật và ủng hộ Phật pháp nhất trong tất cả các vị vua khác. Đó, đó. Thì các vị thấy thì vua Tần Bà Sa La cho nên trong này cũng có cái sự hiện diện của ổng, và ổng thân cận và ổng học hỏi nhiều với Đức Phật, cho nên ổng mới đứng lên để và ổng mới hỏi như vậy nên mới có cái tiếp tục cái câu chuyện. Thì ở đây các vị thấy rõ ràng theo cái hai cái thuyết của ngoại đạo thì họ không có chủ trương cái đó. Của hai người ở trên đó là họ chủ trương là họ thuộc về loại là thường kiến, chấp thường kiến tự nhiên, bác không nhân quả, không có tái sanh. Vì họ nghĩ chết rồi là hết, không có nhân quả hay không có luân hồi sanh tử. Họ cứ cho đó là tu tập mà tự nhiên lại thành, chứ không có cần có một cái nhân quả gì hết. Thì vì họ nghĩ là không có cõi trời, không có địa ngục, không có gì hết trơn á, và chết là hết rồi. Và sau khi chết đó là họ nói trạng thái chết là hết, chấm dứt đó là niết bàn. Họ cho, họ chủ trương là như vậy. Vì họ nói là không có thiên đường, không có địa ngục, không có nhân quả mà. Cho nên thì không phải như các vị thấy là kỳ xưa mà các vị tà kiến của các vị Bà La Môn ngoại đạo họ mới có cái tư tưởng đó thôi, không không thôi đâu. Mà ngày hiện tại bây giờ cũng vậy, có những đạo khác và có những người không tin Phật pháp, không tin nhân quả, họ cũng nói là không có luân hồi, không có các cái cõi nước khác, họ cũng không chấp nhận là có cõi trời, hay là họ không chấp nhận là có địa ngục. Nhưng mà quý vị thấy
cái có hay không có, họ nói có những người hiện tại bây giờ thì họ nói là bây giờ khoa học phát triển rất là nhiều, cho nên họ nói họ có thể bay bao nhiêu tầng trời, họ có thể bay cao bao nhiêu nhưng mà không thấy thiên đường ở đâu cả. Rồi có người họ nói là họ có thể có những cái giàn khoan xuống những lòng đất sâu xuống bao nhiêu nhưng mà họ tìm thấy cũng không có thấy địa ngục ở dưới lòng đất. Mà địa ngục đâu có phải ở lòng đất đâu, mà địa ngục nơi, nếu nói về nơi chốn thì đúng, địa ngục quả trời cũng không phải ở ở trên cao hay là trên quả hư không. Nhưng mà ở đây các vị biết là những thì cái đó thì tìm không ra, là vì nó từ tâm mà ra, mà nó đi bằng tâm. Nhưng mà thật sự ra những cái không phải mình không thấy là nó không có. Cũng giống như những cái trước mắt của mình họ không chi tư tìm ra. Ví dụ như là các vị thấy là cảnh giới khác thì họ tìm, họ cho có một cảnh giới nó nằm ở ngoài, mà cảnh giới đó phải có thật, nó nằm ở ngoài thì họ tìm là do cái cảnh. Còn đây thì như các vị nói là cái tâm, nhưng mà thật sự ra cái tâm ngay ở trong cái thân hiện tại này có những cái khoa học tìm cũng không ra. Thì những cái mà Đức Phật nói bằng cái chân tâm hay là đi bằng cái tâm của mình, làm sao họ tìm ra được. Ví dụ như trong đầu mình á, là có óc nè, phải không? Trong xương thì có tủy, trong ruột thì có lục phủ ngũ tạng nè. Rồi các vị mà thấy trong thân mình nó có hai phần, phần tinh thần và phần vật chất. Cái phần tình cảm hoặc là phần tinh thần rồi phần vật chất. Có người họ nói đúng ra họ mổ ra, họ có người thông minh họ nói ồ cái người đó tại sao mà thông minh, thì họ thường nói là họ có đầu óc, cái IQ hay là cái bộ não của người đó nó thông minh hơn những người khác. Nhưng mà họ mổ cái bộ não ra, họ có thấy cái thông minh nó nằm ở đâu không? Đương là không, là tại vì cái đó nó bằng, nó đâu phải bằng vật chất đâu mà họ kiếm ra được. Còn có những người thần đồng, những người mà như ông Moza vậy đó, là thần đồng nhạc, âm nhạc mới có mấy tuổi rồi đã là có những cái bản nhạc mà nổi tiếng, mà từ thời của ông đến bây giờ là bao nhiêu lâu năm rồi, mới mười mấy tuổi thôi đã sáng tác những bản nhạc rất hay. Hoặc là những cái vị họa sĩ mới sanh ra có những cái năng khiếu đó, thì mổ cái tay ra của họ để tìm ra cái năng khiếu đó nó nằm ở đâu, họ đâu tìm ra được. Nếu họ tìm ra được những cái đó thì mà họ nói họ tìm ra không ra được cái địa ngục hay là thiên đường á, thì mình chịu, mình khuất phục họ đó, phải không? Tại vì những cái đó nó cũng là bằng cái năng khiếu hoặc là cái nghiệp của người ta, nó thuộc về phần tinh thần. Mà ngay cái mà nó ở đâu, nó ở trong tay. Cái người vẽ thì nói cái tay của người đó rất là giỏi, và tìm cái năng khiếu vẽ, tài ba của người vẽ, mổ cái tay ra họ có thấy được không? Không thấy được. Cái người thông minh mổ cái não ra họ cũng không thấy được cái thông minh nó nằm ở đâu, phải không ạ? Thì rõ ràng cái mà, hoặc là cái người ví dụ như cái người đó khéo tay dữ lắm, làm cái gì cũng đẹp, chúng hoa cái gì cũng đẹp hết, mà tìm khéo tay trong cái tay họ có ra không? Không, vì nó không thuộc vật chất. Nếu họ tìm ra cái đó, họ tìm ra được những cái mà tôi nói đó, năng khiếu, tài giỏi, óc thông minh, nó nằm ở đâu, trong xương, trong tủy, trong óc, hoặc là trong cơ thể của mình, hoặc là cái tình cảm nó là sao mà cái người đó, ví dụ như cái người đó vì sống mà sống tình cảm dữ quá hay là như thế này thế nọ, để họ mổ ra trong cái tim của người đó coi thử, là để cho, đây tôi nói xin lỗi, ví dụ như có một người họ sống tình cảm dữ quá đi, cha mẹ thích cái người kia, cô A thích cô cái người B, mà cha mẹ nói là cái người B đó không có được như thế này thế nọ, sợ sau này con khổ mà cấm không cho, mà họ cứ chạy theo. Thì cái tình cảm đó mà nói, nếu mà họ mổ trong tim ra được á, để họ thấy cái tình cảm nó nằm ra ở đâu á, phải không, để họ bóc ra ngoài, thì họ nói họ tìm địa ngục thiên đường á không ra, thì mình chịu thua họ. Đây, những cái mà ngay trong cơ thể của mình đang dùng, mình đang có, đang hiện hữu, họ tìm những cái đó đưa ra cho mọi người thấy bằng mắt, bằng vật chất, không ai thấy được. Rõ ràng không ạ? Cho nên những cái mà tồn tại hiện tiền, họ đang xài, mình cũng đang dùng, họ cũng không chỉ nó nằm ở đâu được. Thì những cái như thiên đường, địa ngục, nó nằm ở đâu mà họ nói họ không tìm ra, mà họ bác không có, thì là không đúng lẽ,
phải không? Tại vì cái những cái đó là nó bằng cái, không phải đi bằng phi thuyền, không phải đi bằng mà đi bằng tâm, bằng nghiệp lực, phải không? Thì cái nghiệp lực, thì cái nghiệp lực là đi cái thần thức sau khi chết rồi thì người tạo nghiệp nào thì nó sẽ ở đi đi tới bằng nghiệp lực, bằng cái thần thức. Thì cái không vô hình vô tướng thì làm sao họ tìm ra được? Ngay thậm chí như tôi nói từ hồi nãy đến giờ đó, cái nó nằm ở trong thân mình đang dùng nó, và họ cũng ca ngợi và họ cho có người thông minh, họ cho như thế này thế nọ, nhưng họ tìm ra cái đó trong thân mình cũng không thấy. Các vị thấy không? Thì không, nếu những cái ngay thân mình họ tìm không thấy thì đừng nên nói là không, bác bỏ có hay không có, phải không ạ? Thì qua cái khúc đoạn này thì để tôi cũng giới thiệu với quý vị biết rõ là cái nhân cái quả, có nhiều người họ không tin đó, vì họ nói họ không thấy thiên đường hay địa ngục cho nên họ không tin nhân quả, thì nó không phải đâu, phải không? Rồi tiếp cái đoạn tiếp nữa, tiếp theo một cái đoạn nữa: nay con tuy được gặp Phật nhưng vẫn còn hồ nghi, xin Phật chỉ rõ làm sao chứng biết cái tính không sinh diệt nơi tâm này. Hiện nay các hàng hữu lậu trong đại chúng cũng đều trông mong được được nghe điều ấy. Thì đây vua, ngài vua ông Ba Tư Nặc mới nói là cái ở trên là nói là chết là hết, thì bây giờ nghe ngồi trong cái hội Lăng Nghiêm á, nghe Phật nói là còn có cái chân tâm bản tánh mà nó vẫn thường trụ, cho nó không mất đi, cho nên ông mới đứng lên để ông thưa và ông mong Đức Phật chỉ cho ông cái không sanh không diệt ngay nơi tâm của ông và đại chúng, để cho không phải một mình ông nữa mà các hàng hữu lậu, có nghĩa là những người chưa chứng quả, chưa chứng quả họ cũng trông mong nghe cái điều mà Đức Phật chỉ cho họ đó. Thì tiếp theo cái phần đoạn tiếp là Đức Phật mới bảo vua Ba Tư Nặc rằng: đại vương, ngay nơi thân của đại vương đang tồn tại, Như Lai xin hỏi, nhục thân của đại vương có như kim cương bất hoại hay cũng bị biến đổi tan rã? Thì cái câu hỏi này Đức Phật muốn hỏi vua Ba Tư Nặc để chi? Để vua Ba Tư Nặc á chiêm nghiệm lại. Đức Phật chỉ hỏi ngay nơi cái thân, có nghĩa là cái thân tứ đại thôi ha. Đức Phật đang hỏi vua Ba Tư Nặc á trở về chiêm nghiệm lại ở nơi cái thân tứ đại của ổng á, thì mỗi niệm nó có sự đổi dời và nó có giống như là cái như kim cương mà bất hoại, hay là nó có sự biến chuyển và sẽ đi tới sự tan rã. Cái câu này mục đích của Đức Phật để chỉ, để cho ông Ba Tư Nặc chiêm nghiệm, và ổng đưa ra cái nhận xét của ổng là cái thân của ổng, ổng thấy được nơi thân ổng cái sự tan rã. Từ khi mà thấy được cái chỗ tan rã thì Đức Phật sẽ chỉ cái không tan rã cho đại chúng và vua Ba Tư Nặc, nó sẽ dễ hơn. Vì đó, các vị thấy rõ không? Cái nó hai cái phép so sánh đó Đức Phật dùng, nhưng mà Đức Phật không tự nói ra, để cho trong đại chúng phải tự chiêm nghiệm cái nào là cái hồi nãy á, cái khúc trên á, cái nào là chủ, cái nào là khách, phải không? Tất cả là ngài Kiều Trần Như nói. Rồi khi đó trình bày, rồi Đức Phật mới lấy cái trình bày, cái hiểu của đại chúng để chỉ ra cái nào chủ, cái nào khác, cái nào động, cái nào tĩnh. Thì ở đây Đức Phật cũng đưa ra một câu hỏi, không phải Đức Phật chỉ ngồi nói không vậy, nhiều khi không thấm nổi và không thấy trên thực tế thì khó mà ngộ nhận được và nhận được. Nhưng mà đến khi Đức Phật mới đưa ra một câu hỏi để cho đương sự tự trả lời, tự chiêm nghiệm nó bản thân, tự trả lời, tức là ngộ được, nhận được cái nào nó sanh, nó diệt. Rồi khi đó Đức Phật mà thấy rõ ràng như vậy rồi thì Đức Phật đưa ra một cái vế khác để coi như so sánh với cái sanh diệt mà ổng tự chiêm nghiệm và đại chúng tự chiêm nghiệm rồi, thì đưa ra cái không sanh không diệt, thì lúc đó mình lên một tiếng và mình nhận thấy rất là rõ ràng. Còn mà Đức Phật không hỏi đáp và không cho đại chúng chiêm nghiệm để thấy việc cái không sanh không việc không diệt thì đại chúng chưa biết, cái sanh diệt thì đại chúng sẽ biết. Mà khi biết cái sanh diệt rồi đưa ra cái không sanh diệt thì người ta rất là dễ nhận, phải không ạ?
Cho nên Đức Phật phải nói là cái cách dạy của Ngài rất khéo léo và rất hay, để cho đại chúng phải nói là nhận cái lời Đức Phật dạy một cách rõ ràng mà dễ nhận nữa. Đó, Đức Phật chỉ đưa ra câu hỏi, muốn chỉ cái không sanh diệt thì Đức Phật phải hỏi các ngài lại cái gì là sanh diệt. Các vị nắm coi cái chỗ ý, cái chủ ý của Đức Phật chưa ạ? Phải nói là rất hay, phải không? Hay, ngài mới chuyện đó. Rồi vua Ba Tư Nặc nói là bạch Đức Thế Tôn, thân con hiện nay rốt cuộc rồi cũng bị biến hỏi. Đó, Phật bảo đại vương chưa hề bị diệt, làm sao biết mình sẽ biến diệt? Bạch Đức Thế Tôn, thân vô thường biến hoại của con tuy chưa hề bị diệt, nhưng con thấy trước mắt từng niệm dời đổi mãi không ngừng, như lửa tàn thành tro dần dần tiêu mất vì tàn hoại không dừng, nên con biết chắc thân này sẽ diệt mất. Đó, thì các vị thấy cái này, cái giai đoạn mà vua Ba Tư Nặc nhận thấy cái sự sanh diệt nơi thân qua từng giai đoạn, giai đoạn này thì ổng nhận biết một cách tổng quát, một cách rất là tổng quát. Cái thân này thì có sanh thì phải có diệt, đổi dời không ngừng thì như là lửa tàn thành tro, dần dần sẽ biến mất. Thì như chúng ta cũng vậy, mình biết được cái thân mình sẽ mất đi một cách biết được là vì sao? Vì mình thấy xung quanh những người sống ở xung quanh mình, tuy mình chưa chết, chưa mất, nhưng mà cũng thấy những người xung quanh mình đã mất. Cho nên là con người cùng một loài với nhau, thì người ta chết thì mình cũng phải chết, thì giống như người ta thôi, chứ mình không có sống hoài được, trường sanh bất tử được, phải không? Cho nên nhìn lại rồi cái này thì ổng nhìn thấy nơi sự hoại diệt của thân, một ổng trả lời một cách tổng quát. Rồi qua cái giai đoạn tiếp theo thì trả lời tiếp theo nó từng giai đoạn một để thấm lần cái sự sanh diệt của nơi thân. Rồi thân mình thì ổng trả lời thì thân mình á, thì từng phút, từng giây, từng giờ theo chiều hướng sanh lão bệnh tử, nên chắc chắn nó sẽ đi đến cái sự hoại diệt. Là cái đoạn đó ổng trả lời chỉ một cách tổng quát thôi. Rồi còn đoạn tiếp theo nè, Đức Phật mới nói: đúng thế đại vương, tuổi tác của ông nay đã già yếu, dung mạo so với lúc trẻ thì như thế nào? Thì bắt đầu Đức Phật mới đưa ổng nè, cái đó là cái nhận xét của ông, cái sinh lão bệnh tử qua cái bốn tướng tổng quát thôi. Còn bây giờ Đức Phật mới đưa cái câu hỏi của Đức Phật mới đưa vua Ba Tư Nặc trở về từng giai đoạn của sinh lão bệnh tử nơi cái thân mình, từng giai đoạn nó chi tiết hơn một chút. Các vị thấy rõ ràng nó có cái khúc chiết rõ ràng, và nó có một cái thật sự là dẫn dắt để đại chúng nhìn vô để thấy rõ ràng. Rồi bắt đầu ông mới nói là: bạch Đức Thế Tôn, lúc con còn trẻ, da thịt tươi nhuận, đến khi trưởng thành, huyết khí sung mãn, giờ thì tuổi già, ngày thêm suy yếu, hình sắc khô gầy, tinh thần lẫn lộn, tóc bạc mặt nhăn, không sống được bao lâu nữa, so sánh sao được với lúc đang còn trẻ trung, khỏe mạnh. Thì đó, cái này, cái khúc này lại là từng giai đoạn trẻ, già, tuổi mà con nít nè, rồi đến khi mà trưởng thành này, rồi đến già yếu suy, tức là cũng là, nhưng mà nó chi tiết hơn cái đoạn trên, các vị thấy rõ không? Cái này ổng bắt đầu đi vô từng giai đoạn của từng cái lứa thanh niên, thiếu niên, rồi thanh niên, rồi trưởng thành, rồi già, từng cái lứa tuổi nó sinh diệt và thay đổi theo từng cái bây giờ mình gọi là thanh thiếu niên, thanh niên, rồi trưởng thành, rồi già, rồi yếu, là nó chi tiết hơn ở trên một chút. Rồi bây giờ Đức Phật rồi ông mới trả lời như vậy. Rồi bây giờ tiếp theo là đi vô này, cái sự biến hóa nó thay đổi theo từng 10 năm rõ ràng. Thấy các vị thấy hay không, đưa từng cái giai đoạn cái cơ thể của mình. Rồi Đức Phật bảo: đại vương, thân thể của ông đâu phải già liền. Từng câu hỏi của Đức Phật gợi cho ổng nhận thấy cái sanh diệt nơi cái thân của ổng, từng đó tổng quát. Rồi qua bốn thời thanh thiếu niên, rồi bây giờ Đức Phật mới nói là đâu có phải là già liền. Thì qua từng giai đoạn 10 năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ, phải nói Đức Phật dẫn dắt để cho mình nhận ra được cái sanh lão bệnh tử nó mình một cách rất là chi ly. Rồi vua bạch Phật:
Bạch Đức Thế Tôn, sự biến hóa âm thầm thay đổi con thật khó hay biết. Đó, âm thầm thay đổi thật khó hay biết, tại vì nó từ từ, từ mà nó qua nắng mưa thấm thoát đến nay thân thể này. Nhưng so sánh lúc 20 tuổi, tuy gọi là trẻ nhưng mặt mày của con đã già hơn lúc 10 tuổi. Đến khi 30 tuổi là già hơn lúc 20 tuổi, và đến nay đã 62 tuổi, nhưng so với tuổi 50 thì rõ ràng lúc 50 tuổi còn khỏe mạnh hơn nhiều. Đó, quý vị thấy rõ ràng dẫn dắt từng thời thiếu niên trưởng thành, rồi bây giờ qua từng 10 năm. Chưa từng 10 năm nha. Rồi Bạch Đức Thế Tôn, con thấy âm thầm thay đổi như thế nên thân này đến nay đã suy yếu. Trong sự thay đổi ấy, con lại chia từng đoạn 10 năm và suy xét chín chắn hơn, thì sự biến hóa biến đổi ấy đâu phải từng một niên kỷ, tức niên kỷ là 10 năm á, hay là hai niên kỷ, mà thật sự nó thay đổi trong mỗi năm. Đờ, trong mỗi năm, chẳng những nó thay đổi mỗi năm mà thực ra nó thay đổi trong từng tháng. Chẳng những nó thay đổi trong từng tháng mà thật ra nó thay đổi trong từng ngày. Chiêm nghiệm thật sâu, quan sát thật kỹ, con thấy nó thay đổi trong từng sát na, trong từng niệm không hề dừng nghỉ. Thế nên con biết thân này cuối cùng phải chịu sự biến đổi và hoại diệt. Đó, rõ ràng các vị thấy rõ ràng ba đoạn kinh là ba đoạn cái nhận biết cái sự biến hóa thay đổi từ sanh già bệnh chết của ổng, từng cái đi vô từng chi tiết một, và đến từng 10 tuổi, rồi từng niệm và từng sát na. Đó, các vị thấy rõ ràng có nhiều khi mình đó không có để ý, rồi mình cứ nghĩ cứ ham làm việc rồi không có để ý tới những cái sự thay đổi nơi bản thân của mình, và cứ nghĩ là mình còn dài lắm, còn thời gian còn dài lắm, cho nên mình không lo cái thời gian cái cuối cùng khi đi mình đi tới cái giai đoạn đó. Nhiều khi mình không trở lại để nhìn bản thân mình như ông Vua Ba Tề Nạt nhìn lại. Khi mình nhìn lại được như vậy thì mình mới sợ và mình mới có chuẩn bị cái hành trang cho kiếp sau của mình nhiều hơn. Còn nếu mình không nhìn lại như vậy thì mình quên mất đi mình, cái giai đoạn của con người cuối cùng nó sẽ tới giai đoạn đó rồi quên mất đi, rồi lo những cái việc trước mắt không à, mà nhưng không lo cái việc tương lai dài sau này. Cho nên Đức Phật mới dẫn dắt, mới đưa cho quý vị thứ nhất thấy được cái sự sanh diệt nơi bản thân. Mục đích của Đức Phật để làm chi? Để khi Đức Phật đưa ra cái không sanh diệt, các vị rất là dễ thấy, đã thấy cái sanh diệt. Cái thứ hai nữa là để cho quý vị giác tỉnh cuộc đời này là vô thường, nó thay đổi từng niệm, chứ không phải là cứ 10 năm hay không phải từng giai đoạn, để đừng cho các vị đệ tử không quen, nhắc cho họ nhớ như vậy, từng niệm thay đổi, để sắp tấn cho họ phải tu tập nhiều hơn, phải tinh tấn nhiều hơn, chứ đừng để nó trôi qua rồi đến mở mắt nhắm mắt ra một cái là đến 60, 70 tuổi rồi, khi đó không còn thời gian nữa. Cho mục đích của Đức Phật dạy nó rất là lợi ích cho mình. Đó, mình không có thấy thì mình cứ ỷ y. Rồi các vị có nghe cái câu chuyện mà cô công chúa của ông vua không? Cái này đó rõ ràng nhiều khi để đánh thức mình đó, nhiều khi mình quá ỷ y thì mình không biết là cái cơ thể của mình, cái thân thể của mình từ sanh lão bệnh tử nó từng diễn ra từng sát na, chứ không phải 10 năm hay là từng qua từng giai đoạn thời niên thiếu nữa. Như có một câu chuyện để kể cho các vị thấy là rõ ràng như vậy, là mình đừng có ỷ y. Tại vì có câu chuyện là có một ông vua, ông có một đứa, ông có một cô công chúa, tức là bà hoàng hậu sanh ra được công chúa. Từ trước giờ ông cũng có con nhưng mà không có con gái, cho nên khi sanh ra được một cô công chúa đầu tiên thì ông rất là thương. Ông thương, ông thương mến yêu cái cô công, đứa con gái của mình dữ lắm. Mà vì làm vua mà ông muốn cho cô công chúa này lớn nhanh lên để ông thấy là
ông, vì ông cũng lớn tuổi rồi cho nên ông cũng muốn thấy cái đứa con gái của mình lớn lên xinh đẹp, và để ông muốn cho đứa con gái công chúa của ông lớn lên cho mau, cho nên ông mới ra lệnh các vị quan á, là ai mà nuôi được công chúa mà lớn cho nhanh cho mau á, mà ông thì ông thưởng, còn ai mà nuôi mà không chứ cô công chúa này không lớn nhanh á thì ổng lại phạt. Rồi ổng thì các vị quan hết người này đến người khác toàn là cứ cho ăn sơn hào hải vị rồi nuôi cách này cách nọ, nhưng mà ổng không có chịu, ổng không nói, ổng không thấy lớn gì hết trơn á. Mấy ổng thấy lớn thì lúc đó có nhiều người phạt, thậm chí có người đến lâu quá không ai làm được, có người là bị chém đầu. Thì cuối cùng có một ông đó, ổng mới khi đó mới dán bố cáo ra ngoài, thì có một ông đó ông mới tới, ông nói ông nhận ông nuôi, ông nhận nuôi công chúa. Các vị quan trước á, hay là các vị nhận nuôi trước họ khờ lắm, họ không biết, họ cứ để vì họ sợ, mà công chúa thì ở trong cung mà đức vua thì thương con quá, ngày nào cũng tới thăm cho nên họ đâu có đặt ra điều kiện gì. Còn cái ông này thì ông đặt điều kiện á, ông nhận nuôi nhưng mà với điều kiện. Điều kiện gì? Một năm đức vua không được gặp. Các vị hiểu ý chưa ạ? Còn mấy người kia thì ngày nào cũng gặp. Ông này ông nuôi thì ông nói nè, ông ra điều kiện một năm đức vua không được gặp công chúa. Nếu đức vua thì ông mới nhận nuôi, chứ còn mà cứ ngày nào cũng gặp hoài thì ông không nhận. Đức vua có chịu không? Mà bao nhiêu người nuôi rồi ông cũng không bằng lòng thì ông chịu. Ông chịu rồi cuối cùng ông này nuôi một năm sau, thì một năm sau đến khi cho gặp lần, năm sau ông gặp thì ông nói công chúa lớn thiệt, là tại vì sao? Các vị hiểu cái cây này như vậy đó. Thì rõ ràng ông thì đó vì không thấy, chứ còn ngày nào cũng thấy thì ngày nào công chúa cũng phát triển, cũng lớn lên. Mấy ông quan kia cũng lớn nhưng phải không lớn, nhưng mà vì ngày nào cũng thấy cho nên cái sự lớn của công chúa ông đâu có phân biệt được. Vì một ngày mai thì cũng lớn lên chút, nhưng mà nó cũng tương tự ngày trước hay là tháng trước, ngày nào ông cũng thấy vậy thì thanh thử ông đâu có thấy lớn. Nhưng vì ông này ông nuôi một năm ông cấm không cho gặp, cho nên một năm sau mới gặp thì thấy khi năm trước thì công chúa nhiêu đây, mà năm sau thì có lấy thấy lớn lên vì một thời gian dài. Cái qua câu chuyện này các vị hiểu ý tôi nói chứ? Có nghĩa là các vị không thấy, nếu các vị cứ ỷ y không nhìn lại mình thì nhiều khi cả mình thì phát triển từ cái nhỏ cho đến xanh cho đến già thì nó thầm thầm từng ngày một, nhưng mà vì các vị không thấy, đến mà khi nhắm mắt mở mắt 10 năm 20 năm thì già chết đến rồi, không ai. Cũng giống như ông vua này vậy, công chúa phát triển mà lớn 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 dần dần như vậy, nhưng ngày nào cũng gặp nhưng ông không thấy công chúa lớn. Một năm ông không gặp thì cách một thời gian vậy ông mới thấy lớn. Cho nên các vị đừng có bị cái con mắt của mình nó đánh lừa, mà khi nào cũng phải biết mình đang mỗi bước đi của mình là mỗi bước mình tiến tới cái sự già, phải không ạ? Chứ không phải cái già không phải tính như các vị thấy. Các vị đi từ đây từ qua đi tới một cái thành phố khác ví dụ vậy, thì không phải là tới đây cái đến khi mà tới cái đích của thành phố đây là Westminster ha, đến Santana, ở đây Santana tới Westminster, rồi đến khi các vị tới đó rồi các vị mới thấy là mình gần kề cái mình tới Santana. Nhưng mà thật sự mỗi bước các vị đi là mỗi bước các vị gần tới Westminster, phải không? Đấy, Santana đi tới là mỗi bước, từng bước một là các vị càng gần với là Westminster. Chứ không phải gì cũng vậy, mỗi bước mình đi là mỗi bước mình, cái già của mình gần tới cái già, trẻ thì gần tới già, già thì gần tới chết, từng bước một, chứ không phải tự tới đích rồi mới tự nhiên cái nó bay cái vèo nó tới liền, phải không ạ? Cho nên mình phải cảnh giác và mình đừng có để con mắt mình đánh lừa. Cho nên các vị tổ mới sợ mình, không có, Đức Phật cũng sợ mình qua cái đoạn đó, không nhận thấy cái sự sanh già của mình ở ngay cái thân. Cho nên Đức Phật mới kêu ông Ba Tê Nặc nói ra để các vị nhận thấy cái sự sanh diệt nơi thân. Và các vị tổ cũng vậy. Các vị có nhớ là có cái bài kệ là khi sắc trẻ không dừng, dừng dường như là ngựa chạy, mạng người vô thường mau hơn nước dốc, ngày nay giàu còn khó bảo đảm ngày mai. Để mà cái bài kệ đó là bài kệ vô thường để sắc tấn cho mình á, là phải lo tu tập.
Tại vì kỳ xưa không có phương tiện xe hơi, không có phương tiện máy bay, thì phương tiện nhanh nhất là con ngựa. Cho nên lấy con ngựa để phương tiện di chuyển á, đó nhanh nhất là con ngựa. Cho nên các vị tổ mới lấy con ngựa là ví cho đó, cái mạng người vô thường đó, nó mau, dường như ngày tháng sắc trẻ và già thì nó tới rất là nhanh, như là cái con ngựa nó chạy vụt như vậy. Hình như cái bài này ở trong cái công phu chiều của quý vị á, thì ngày nay giờ còn khó bảo đảm ngày mai để sắc tấn cho mình, lo tu tập và phải cảnh giác vô thường, cũng giống như là cái đoạn trên Đức Phật nói vậy đó. Rồi được cái đoạn tiếp theo này, đại Đức Phật mới nói lại nè, tiếp theo Đức Phật mới dạy nè: Phật bảo đại vương, ông thấy sự biến hóa thay đổi không ngừng nên biết thân mình hoại diệt. Vậy ngay lúc hoại diệt ấy, ông biết trong thân có yếu tố nào không bị hoại diệt hay chăng? Rõ ràng chưa? Dẫn dụ để nhận được cái hoại diệt, rồi chỉ ngay trong cái thân hoại diệt đó có cái không bị hoại diệt đó. Thì vua Ba Tư Nặc mới đáp là: Bạch Đức Thế Tôn, con thật không biết. Tại đúng rồi, chưa học, Đức Phật chưa chỉ, làm sao biết được cái nào không hoại diệt. Lúc trước thì Đức Phật họ dạy là không, hai cái trước là dạy là nó không động, phải không? Nó là chủ, nhưng mà cái sanh, cái không hoại diệt, cái thường trụ thì Đức Phật chưa có dạy, nên ông chưa đâu có biết đâu. Đó, ông đâu có biết, thì ông Đức Phật mới hỏi. Khi mà ông đã thấy cái sự hoại diệt rồi thì Đức Phật mới hỏi cái không hoại diệt nơi thân ông. Thì ông khi đó hỏi rồi thì ông lắc đầu, nói dạ con không biết. Thì không biết thì Đức Phật sẽ dạy nữa. Đó, về Phật bảo, nay Như Lai sẽ chỉ cho ông cái tánh chẳng sanh diệt. Đại vương, ông thấy nước sông Hằng vào lúc ông mấy tuổi? Vua Bạch Phật, lúc được 3 tuổi, mẹ con dắt đi yết lễ thần Kỳ Bà Thiên. Con đã đi qua sông Hằng và thấy nước sông Hằng khi ấy. Tự nhiên cái chỗ, tự nhiên cái các vị thấy, tự nhiên Đức Phật đang hứa là chỉ cho cái bất sanh diệt, nhưng mà tự nhiên cái lệch qua cái chuyện khác, cái hỏi ổng là thấy nước sông Hằng lúc mấy tuổi. Nhưng mà Đức Phật có cái dụng ý hết. Đây là thấy, là Đức Phật muốn chỉ cái tánh thấy, biết không? Những cái tánh thấy nước sông Hằng, cái tánh thấy, cho nên mà không phải là nó lạc đề. Đang hỏi, đang ông vua Ba Tư Nặc đang muốn Đức Phật chỉ cái tánh không sanh diệt nơi thân tâm này. Đức Phật là chạy qua hỏi cái là ông thấy nước sông Hằng lúc mấy tuổi. Tuy thấy thì hơi tưởng, mình tưởng chừng nó lạc đề, nhưng thật sự không phải lạc đề, là Đức Phật muốn chỉ nơi chúng mình đó, nơi ông vua Ba Tư Nặc cái tánh thấy nó không sanh diệt. Cho nên Đức Phật mới dẫn ông vô cái câu hỏi để ông tự trả lời. Thì ông trả lời là ông thấy khi dắt đi qua thần Kỳ Bà Thiên thì ông thấy nước sông Hằng, và lúc đó là 3 tuổi. Phật bảo đại vương, như lời ông nói, lúc 20 tuổi thấy mình già hơn 10 tuổi, ngày qua tháng lại, niệm niệm đổi dời cho đến khi 60 tuổi. Vậy khi ông thấy nước sông Hằng lúc 3 tuổi so với cái thấy nước sông Hằng lúc 13 tuổi thì như thế nào? Đó, Đức Phật hỏi. Rồi vua Bạch Phật, cái thấy ấy không khác so với lúc con 3 tuổi, và cho đến nay đã 62 tuổi, cái thấy ấy vẫn không khác. Đó, rõ ràng chưa? Thì Đức Phật nói là, thì so với cái thấy của ông qua từng giai đoạn thì cái thấy của ông như thế nào? Thì ông trả lời luôn, tại vì ông vẫn thấy, và cái thấy đó ông vẫn thấy bình thường, thì ông mới nói là so với cái thấy lúc 3 tuổi với cái thấy lúc thậm chí 10 tuổi, hay thậm chí đến bây giờ ông 60 tuổi đó, thì từng 10 năm tuy cái thân thì mình niệm niệm dời đổi, nhưng cái thấy ông đến khi 60 tuổi, 3 tuổi cho đến 60 tuổi thì thấy nước sông Hằng, thì cái thấy đó nó vẫn không khác. Ông trả lời là cái thấy đó không khác, nghe là cái tánh thấy nó không khác đó. Ông rồi Phật bảo ông, cái này là ông trả lời thôi, chứ Đức Phật chưa có giải thích gì hết. Rồi Đức Phật mới bảo, nay ông tự cảm thấy mình tóc bạc mặt nhăn,
Da mặt ông nhất định là nhăn hơn lúc trẻ. Vậy cái thấy song hằng hiện nay của ông so với cái thấy lúc nhỏ có già có trẻ gì không? Đó, Đức Phật mới thấy rõ, mới nói là cơ thể này có mặt nhăn, có tóc bạc mặt nhăn thay đổi. Nhưng mà Đức Phật hỏi ổng là cái tánh thấy đó có cái gì thay đổi theo cái tuổi già trẻ hay không? Thì vua bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn không. Phật bảo đại vương, bây giờ Đức Phật mới kết luận lại này. Da mặt tuy nhăn nhưng cái thấy chưa từng bị nhăn. Cái bị nhăn thì thay đổi, còn cái không bị nhăn thì không thay đổi. Đó là Đức Phật khẳng định lại. Thì cái đương nhiên cái này các vị hiểu rồi chứ gì, phải không? Cái cơ thể da nhăn tóc bạc có thay đổi thì cái nhăn và không bị nhăn đó nó có thay đổi thì nó là sinh diệt, nó không phải là thường trụ rồi. Còn cái không bị nhăn nó không thay đổi, tức là cái đó nó phải có cái tính thường trụ nên nó mới không thay đổi, phải không ạ? Nó phải có tính thường như vậy cho nên nó mới không có sự thay đổi. Đó, cho nên Đức Phật mới nói là cái tánh thấy đó nó không bị nhăn theo thời gian, nó không bị thay đổi theo thời gian thì có nghĩa là nó có cái tính thường trụ. Chứ không phải như cái thân tứ đại, không phải như da, không phải như tóc bạc như tóc mà có thay đổi theo thời gian. Là Đức Phật mới nói tiếp này, cái thay đổi thì phải bị hoại diệt, còn cái không thay đổi thì vốn không sanh diệt. Rồi Đức Phật mới bắt đầu mới kết luận. Vậy làm sao trong ấy nó nhận chịu sự sanh tử cho được? Mà ông còn dẫn lời của ngoại đạo Mặc và Lê rằng thân này sau khi chết là hoàn toàn mất hẳn. Rõ ràng thì qua câu này Đức Phật mới xác quyết và khẳng định lại là cái thay đổi thì bị hoại diệt, tức là bị sanh tử, bị sanh thì phải có tử. Còn cái không thay đổi, cái tánh thấy của ổng thay đổi đây là trên cơ thể tứ đại á. Các vị rõ ràng Đức Phật đã dẫn từ đầu đến cuối rồi, thay đổi theo thời gian già trẻ, rồi cho nên mặt nhăn tóc bạc thì cái đó có thay đổi, thì đương nhiên cái thay đổi thì nó sẽ đi tới cái sự hoại diệt. Còn cái tánh thấy của ổng là từ 3 tuổi cho đến 62 tuổi không có sự thay đổi, cho nên nó là cái tánh không có sự thay đổi thì cái tánh ấy không chịu sự đoạn diệt, coi như là không bị diệt mất. Thì Đức Phật mới nói là thì khi đã ông đã thấy rõ ràng như vậy rồi thì tại sao còn dẫn cái lời của ngoại đạo nói là thân này sau khi chết là hoàn toàn bất hẳn. Đức Phật mới rầy ông là tại sao lại dẫn như vậy. Thì ông Mặc Gia Lê này là một cái giáo chủ của một phái ngoại đạo khác nữa. Thì ông này là chủ trương cái thuyết cực đoan định mạng luận, tức là tự nhiên, là theo ông cho là khi mà cái mạng của con người á thì tự nhiên nó là đến khi chết là tự nhiên nó chết, và nó chết thì nó chấm dứt, nó không còn cái sanh tử luân hồi nữa, chết là mất hết, không còn gì nữa, cái người đó không còn tái sanh gì nữa hết. Cho nên thì khi đó ổng trước ông Ba Tư Nặc, ổng rất là ổng chưa gặp Phật pháp thì ổng tìm hiểu những cái phái đạo đó, thì ổng cũng tin những cái phái ngoại đạo đó, cho nên ổng rất là sợ, ổng sợ là khi ổng chết rồi là mất hẳn, không còn cái gì nữa cả, cho nên ổng rất là sợ. Nhưng bây giờ tới đây Đức Phật mới nói là trong mình có cái bất sanh bất diệt, có chết đi nữa cái đó vẫn còn, nó không có diệt mất, thì ổng rất là vui mừng. Cho nên câu tiếp sau là vua nghe lời Phật dạy như vậy, tin rằng thân này sau khi chết sẽ sinh thân khác, nên vua cùng đại chúng nhảy nhót vui mừng như được điều chưa từng có. Đó, rõ ràng cái ông kia, ông Mặc Già Lê thì ổng mới chủ trương á, chết rồi nó mất hẳn, tức là cái thân của ổng, tức là mình không còn tái sanh nữa, mà chỉ xong kiếp đó thôi, rồi tự nhiên chết là mất hết, mất hẳn lại, không còn tái sanh. Thì ổng nghĩ, ổng tin cái lời ngoại đạo như vậy, và ổng không biết là khi chết rồi thì là ổng đi về đâu, và ổng không còn cái thân của ổng nữa, cho nên ổng buồn, ổng sợ. Nhưng bây giờ Đức Phật lại chỉ ngay nơi thân ổng có cái không sanh,
có cái không diệt, cho nên ổng mới vui mừng. Cái không sanh không diệt mà ở đây nói là cái chân tâm bản tánh, nếu sống được và thể nhập được chân tâm bản tánh thì bất sanh bất diệt, còn nếu mà chưa thể nhập được thì có một cái không sanh diệt, nó là cái dây nối giống như là duy trì cái mạng căn của mình từ kiếp này qua kiếp khác, nó di chuyển theo cái gì, theo cái luật của nhân quả luân hồi, sanh tử theo nghiệp lực. Còn nếu người nó khác đây cái là trong thân mình có cái bất sanh bất diệt, nhưng vì mình không làm chủ được nó, mình không sống với nó thì nó vẫn còn đó, nhưng mà mình tái sanh bằng nghiệp lực, dẫn mình, thần thức dẫn mình đi tái sanh bằng nghiệp lực. Còn nếu cái người như Phật hay các vị Bồ Tát đã thể nhập cái chân tánh đó rồi thì cái như bữa trước tôi nói với quý vị đó, họ làm chủ sanh tử, muốn sanh là sanh, muốn sanh cõi nào là sanh, muốn sống bao nhiêu lâu là sống, muốn chết bao lâu là chết, làm chủ được, phải không ạ? Cho nên ông vui mừng, tuy ông chưa chứng nhưng ông vui mừng là chết không phải là hết, nhưng mà có thể ta sanh trở lại. Cho nên vua Ba Tư Nặc ông vui mừng, ông còn có cái là không phải. Thì ở đây như các vị thấy cũng giống như là từ trước giờ ông cứ nghĩ là chết là mất hẳn, ông không còn tái sanh được nữa, thì ông lo sợ và buồn là chết đi, cuộc đời này là hết rồi, không có gì nữa, ông cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà các vị thấy là ví dụ như có một người đó, từ trước giờ họ đói là họ thiếu và đói, họ nghèo khổ bần cùng, và tự nhiên họ được trúng cái vé số độc đắc, cái là khi đó họ vui mừng biết bao nhiêu, họ thoát khổ, phải không, thoát cái cảnh bần cùng. Thì cũng giống như vậy, ông vua Ba Tư Nặc thường là đau khổ vì cái là chết rồi là mình mất đi luôn, mình không còn nữa, bây giờ nói là chết rồi vẫn còn nữa, thì khi cũng giống như người trúng vé số vậy đó, phải không? Vì họ ông nghĩ là chết rồi là mình không còn, mà giờ đã chết rồi mình vẫn còn tái sanh nữa, mình vẫn được làm người nữa, mà muốn sướng thì mình chỉ tạo nghiệp thiện thôi, thì ông đâu có sợ gì nữa. Như lúc trước tôi nói chuyện với quý vị đó, mình thì mình học Phật pháp nhiều rồi, còn bây giờ ổng mới nghe được cái này là lần đầu tiên ổng nghe, thì cái vui mừng của ổng cũng ví như cái người mà nghèo cùng mà trúng số độc đắc như vậy, cho nên ổng phải vui thôi, vì ổng tin ngoại đạo mà chết là hết đó. Thì trong cái đoạn này các vị thấy Việt Nam mình có một vị thiền sư mà sinh năm 1052 và mất năm 1096 là thiền sư Mạn Giác, các vị nghe chưa? Thì bốn câu thơ của vị thiền sư Mạn Giác chúng ta có thể áp dụng, không phải áp dụng mà thấy làm rõ được cái đoạn này của vua Ba Tư Nặc, cái giữa cái đối của vua Ba Tư Nặc và Đức Phật đối đáp với nhau, để Đức Phật chỉ ra cái tánh thấy bất sanh bất diệt ở nơi chúng ta, là cái bài thơ cáo tập thị chúng của thiền sư Mạn Giác. Mình đọc lên mình rõ và mình hiểu được hơn về cái đoạn này của Đức Phật dạy. Thì các vị nhớ không, cái bài thơ là xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Đó, thấy rõ không? Có nghĩa là Ngài nói là thế gian này nó có cái quy luật vô thường của nó, quy luật của cái không cảnh, cảnh ở ngoài, của thời tiết ở ngoài là xuân. Xuân đi thì có xuân hạ thu đông, cảnh vật á, thì nó vô thường theo bốn mùa. Xuân đi thì trăm hoa rụng, và xuân đến thì trăm hoa cười. Các vị thấy rõ ràng cái vô thường thay đổi, bốn mùa thay đổi, xuân hạ thu đông. Xuân đến hoa cây cỏ đua nở, hạ thì khô khan, đông thì tàn rụi hết, cây giống như cây khô. Mà trước mắt còn cái con người của mình, cuộc sống của con người mà trước mắt thì việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, công việc ở đây thì nó cứ trôi. Còn á, con người mình thì bị sanh già bệnh chết, phải không ạ? Nhưng mà chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai, có nghĩa là
bốn mùa thay đổi nhưng mà vẫn còn cái sân trước một cành mai, là vẫn còn cái gì, chân tâm bản tánh của mình nó không thay đổi. Như quý vị thấy, xuân đi rồi xuân đến, cho nên năm nào mình cũng đón Tết hết, phải không? Chứ phải xuân đi phải đi hẳn đâu, phải không? Xuân của năm này nó đi nhưng mà năm sau xuân vẫn lại, xuân vẫn tới, phải không? Tức là thời tiết thì nó có vô thường thay đổi, bốn mùa xuân hạ thu đông đó, nhưng mà hết xuân thì là tới hè, tới thu rồi tới đông, nhưng mà hết rồi đâu phải đi mãi, nó sẽ quay lại, nó xoay chuyển. Cho nên cái này cũng dễ như mình sanh già bệnh chết, nhưng rồi mình lại trở lại là làm con người, tái sanh làm con người nữa. Cho nên chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, tuy nó có cái quy luật vô thường nhưng mà nó không bất hẳn. Như con người của mình cũng vậy, sanh lão bệnh tử, nhưng mà mình chưa chứng ngộ thì vẫn là sanh lão bệnh tử, mình vẫn quay lại cái con người của mình. Quan trọng là như ví dụ như xuân đi trăm hoa rụng, quan trọng là cái gì? Nếu mình biết nắm bắt thời cơ, có nghĩa là ví dụ như xuân trước bông hoa ở vườn của mình không chăm sóc cho tốt á, thì nó những cái bông xấu, nhưng mà qua mùa xuân rồi nó rụng hết rồi, năm sau mình chăm bón đất đai cho nó tốt, kiếm cái giống hoa rất là đẹp mình trồng xuống, năm sau lại thì nó lên cái hoa nó đẹp hơn. Hiểu ý tôi nói không? Thì cái thân mình cũng vậy, ví dụ như kiếp này mình không, kiếp trước mình không tạo phước, mình sanh vô nghèo khó hay là mình sanh vô cái thân xấu xí gì đó, mình biết cái nhân quả nghiệp báo rồi, mình tu, mình chưa chứng thì kiếp sau mình trở lại giàu có, mình trở lại thành cái thân người nó đẹp đẽ hơn. Quan trọng là mình. Đó, thì rõ ràng qua cái bài này các vị thấy, đừng có bi quan sợ vô thường, mà mình biết được vô thường. Nếu mình chưa chứng thì mình cố tu thiện thêm lên để cuộc đời của mình có một cái quả sau tốt đẹp hơn. Cho nên không sợ gì hết, không sợ vô thường. Mô Phật. Cái bài này các vị thấy rõ của cái thấy rõ cái đoạn trên của Đức Phật dạy vua Ba Tư Nặc không? Không sợ gì hết. Mô Phật. Dạ, xong chúng mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về công tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.